đội tuyển Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA, Thái Lan đón cú sốc mới. Đội tuyển Việt Nam đã có thể thăng hạng lên một bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau thắng lợi 4-0 trước Singapore. Trong khi đó, Thái Lan lại tụt tới 4 bậc. Trang thống kê Football Ranking được biết tới như là một trang thống kê. Tính toán điểm số và cập nhật thứ hạng của các đội tuyển quốc gia dựa trên các màn so tài của các đội cho biết, đội tuyển Việt Nam với việc có được chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Singapore hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua đã có sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng. Football Ranking đã tính toán về mặt số liệu cho thấy đội tuyển Việt Nam được cộng 3,05 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vươn lên hạng 96 thế giới với 1.221,89 điểm, tăng một bậc so với thứ hạng 97 trước đó. Về phía Thái Lan, đội tuyển này sau trận thua trước Malaysia tại King S Cup đã tạm thời tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Voi chiến dù rằng được kỳ vọng rất nhiều ở giải đấu này thế nhưng những gì họ thể hiện là không thực ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Polking phải đón nhận cú sốc từ phút 14 khi ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin phải rời sân vì chấn thương. Cho tới phút 32, Thái Lan nhận bàn thua đầu tiên sau pha ghi bàn của Corbin Ong. Mặc dù sau đó đã có những phản ứng mạnh mẽ bằng việc tăng cường hàng công. Thế nhưng phải chờ tới phút bù giờ thứ 5 của trận đấu thì Thái Lan mới có được bàn gỡ hòa do công của Pansa Hemvibun. Trận đấu sau đó buộc phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua và trên chấm 11m, Thái Lan đã phải đón nhận kết quả thua 3-5 chung cuộc. Supachok Sarachat là người sút hỏng quả quyết định khiến cho voi chiến bại trận ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến cho Thái Lan bị trừ 6,07 điểm theo tính toán của Football Ranking. Trong khi đó Malaysia được tăng 3 bậc và nhận về đúng 6,07 nhờ đánh bại Thái Lan. Dự kiến thứ hạng của các đội sẽ còn nhiều sự thay đổi khi mà Việt Nam sẽ đụng độ Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9, trong khi Thái Lan sẽ chạm trán Trinidad và Tobago ở trận tranh hạng 3 ngày 25 tháng 9. Vào ngày 6 tháng 10, FIFA sẽ chính thức công bố bảng xếp hạng cho các đội tuyển. Thái Duy.